phép bất kỳ ai cũng có thể tự thiết kế game của riêng mình. Nếu bạn đang có một ý tưởng nào đó cho tựa game của riêng mình, nhưng vì không có các kiến thức về lập trình và đô họa nên chưa thể thực hiện được ý tưởng này, giờ đây mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với phần mềm mang tên gọi Google Game Builder. Game Builder là phần mềm được thiết kế bởi Google, sẽ hoạt động dưới dạng một trò chơi, mà trong đó sẽ cho phép người dùng tự thiết kế các nội dung game của riêng mình bên trong trò chơi này mà không cần phải lập trình hay thiết kế đồ họa cho game. Game Builder sử dụng phương thức kéo và thả, cho phép người dùng kéo các đối tượng vào bên trong giao diện của phần mềm và sau đó tạo kịch bản để xây dựng nội dung của game. Người dùng cũng có thể hợp tác với bạn bè hoặc những người khác để cùng nhau xây dựng nên một game hoàn chỉnh bên trong thế giới của Game Builder. Sau khi hoàn tất thiết kế game trên phần mềm Game Builder, người dùng có thể tự trải nghiệm trò chơi do mình thiết kế hoặc mời bạn bè cùng trải nghiệm tựa game này. Với những lập trình viên chuyên nghiệp thì Game Builder vẫn tích hợp một công cụ cho phép chỉnh sửa nội dung của game thông qua lập trình JavaScript. Điều này cho phép các nhà lập trình game có thể sử dụng công cụ sẵn có để xây dựng khung sườn cho game, sau đó tự chỉnh sửa lại mã để giúp cho game trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn. Google cho biết với Game Builder, những gì người dùng cần là một ý tưởng cho trò chơi và có thể dễ dàng thực hiện hóa ý tưởng đó bằng công cụ của mình. Hiện tại Google Game Builder đang được cung cấp miễn phí thông qua nền tảng Steam dành cho cả Windows và Mac. Người dùng có thể download phần mềm Steam miễn phí tại đây, dành cho cả Windows lẫn Mac. Sau đó truy cập vào đây, nhấn nút Play Game để cài đặt Game Builder miễn phí trên máy tính của mình. Tê Thùy